Các em học sinh thân mến, học trực tuyến trên tuyển sinh 27.com đang dần trở nên rất phổ biến trong những năm gần đây. Vì học sinh có thể học ở mọi lúc, mọi nơi, cho nên một ngày các em có thể học với thầy cô rất nhiều lần. Các bài giảng của thầy cô trên trang đã hiện đang góp phần không nhỏ vào những tiến bộ về thành tích học tập của các bạn học sinh. Đối với chúng tôi, người thầy tốt là người thầy có thể dạy bằng trái tim của mình thay vì chỉ dạy bằng sách vở. Và những người mang trọng trách trên mình, trọng trách chồng người thì phải là người có tâm với nghề và thực sự tâm huyết với công việc giảng dạy. Mỗi ngày tuyển sinh 27.com nhận được rất nhiều phản hồi tích cực cũng như tin báo điểm tốt và lời cảm ơn chân thành từ các bậc phụ huynh và các bạn học sinh trên cả nước. Và một trong những giáo viên nhận được nhiều tình cảm từ các bậc phụ huynh và học sinh đó là cô giáo Nguyễn Thị Loan. Vậy cô Loan là ai? Vì sao cô được nhiều sự yêu mến của các bạn học sinh và phụ huynh đến như vậy? Chúng ta hãy cùng xem một chút thông tin về cô Loan nhé. Cô Loan sinh năm 1991 tại Hà Nội. Hiện cô đang giảng dạy tại trường Thạch Thất, Hà Nội. Tốt nghiệp loại giỏi trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngôi trường hàng đầu cả nước về đào tạo giáo viên, đủ để biết chuyên môn của cô tốt thế nào. Là giáo viên trẻ tài năng, vững chuyên môn và đầy nhiệt huyết, cô dành thời gian chăm chút cho từng bài giảng của mình. Cô luôn cập nhật những kiến thức chuyên môn mới nhất, vận dụng khéo léo những kiến thức đó vào thực tế để dạy cho học sinh. Hơn nữa, cô cũng rất thấu hiểu những khúc mắc, những lối tư duy của học sinh nên cô luôn làm mới phương pháp qua mỗi tiết học để các em có thể lĩnh hội được kiến thức một cách trọn vẹn nhất. Do đó, bài giảng nào của cô cũng rất chất lượng, gần gũi, dễ hiểu và dễ nhớ. Và sau đây là một số chia sẻ của các bạn học sinh đã theo học khóa của cô Loan trên tuyển sinh 27.com. Chúng ta hãy cùng lắng nghe phần chia sẻ đầu tiên đến từ một bạn có cái tên rất hay, đó là bạn Vương Thảo Hiền. Chào em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân mình cho mọi người cùng biết được không? Em chào cô và các bạn, em tên là Vương Thảo Hiền, hiện tại đang học lớp 8B tại trường Trung học cơ sở Thạch Thất. Và hiện tại em cũng đang theo học khóa học vật lý 8 của cô Loan trên trang tuyển sinh 247 ạ. Lý do nào mà khiến em biết đến các khóa học của cô Loan trên tuyển sinh 27.com ạ? Thực ra là do em ở trên lớp thầy giảng nhưng mà em cũng không nghe giảng nhiều lắm nên là cũng không hiểu một số vấn đề. Và bố em cũng biết thế và bố mẹ em cũng nhờ các cô chú ở cơ quan tìm hiểu giúp và các cô chú đã giới thiệu trang tuyển sinh 247 và khóa học của cô Loan ạ. Em có thể chia sẻ một chút cảm nhận của em sau khi em học khóa học của cô Loan trên tuyển sinh 27.com được không? Em thưa cô là cô Loan giảng rất là dễ hiểu. Cô trong từng video giảng dạy thì cô luôn giảng giải từng câu hỏi trong sách giáo khoa và đồng thời cũng bổ sung thêm một số bài tập ở bên ngoài. Và nếu mà khi em mà không hiểu một bài nào thì em sẽ bật học lại để làm để hiểu hơn, và có một số bài nào mà quá khó thì em có thể hỏi các anh chị ở trên chị mod ở trên trang tuyển sinh, và các anh chị cũng giảng rất là nhiệt tình, vì thế em cũng học rất là hiểu và chắc chắn về kiến thức của mình ạ. Em có thể chia sẻ chi tiết hơn về thành tích học tập của mình sau khi theo học khóa học của cô Loan trên tuyển sinh 27.com được không? Dạ, sau khi em theo học khóa học của cô Loan thì em cảm thấy môn vật lý trở nên rất là dễ dàng hơn rất nhiều, và điểm thành tích học tập của em cũng có cao hơn và chất lượng hơn. Có thể nói rõ hơn là thành tích điểm đồng phải của em năm nay là cũng là 8,4, em nghĩ là một kết quả khá tốt. Và đồng thời theo học khóa học này thì em cảm thấy đây là một bước đệm chắc chắn để cho em có thể chuẩn bị tốt vào thi cấp 3 với thi 4 môn và 1 môn tự chọn. Vậy thành tích học tập tiến bộ như vậy có khiến gia đình em ngạc nhiên không? Có chứ ạ. Bố mẹ em thì rất là vui vẻ và biết được là em có kiến thức chắc chắn về môn vật lý, và đồng thời thì bố mẹ em cũng yên tâm về việc học của em nữa. Ngoài ra thì em cũng có thể giải một số bài toán vật lý khá là khó ở lớp và cũng như ở trên trang. Vậy cuối cùng em có điều gì muốn nhắn nhủ đến với các bạn của mình để giúp các bạn cùng tiến bộ như em được không? Các bạn ơi, nếu các bạn đang học chưa tốt môn vật lý và đồng thời các môn khác thì các bạn có thể lên trang tuyển sinh 247 để tham khảo và tìm hiểu các khóa học trên trang để giúp các bạn học tốt hơn, và cũng là một bước đệm để cho các bạn thi cấp 3 một cách dễ dàng ạ.
Cảm ơn em về những chia sẻ rất bổ ích vừa rồi. Tuyển sinh hao.com có một số học bổng dành tặng em. Chúc em sẽ học tập tốt và đạt kết quả cao, đặc biệt là môn vật lý nhé. Vâng, cảm ơn cô ạ.